Thưa quý vị, môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung cấp tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cuộc sống của con người. Vì vậy, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi một con người sống trên hành tinh này nên có ý thức thực hiện. Tuy nhiên, hành động bảo vệ môi trường cũng không cần phải bắt nguồn từ việc làm lớn lao nào, mà chỉ cần những việc làm nhỏ mang tính thiết thực hoặc sáng tạo của các cá nhân hoặc tập thể cũng sẽ đem đến lợi ích to lớn, hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp. Những việc làm như trồng thêm nhiều cây xanh, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng bao bì ni lông, phân loại đúng rác thải, tổ chức phát quang, nhặt rác, làm đẹp cảnh quan môi trường, tái chế nhựa để làm vật dụng thủ công. Tuy là những việc làm nhỏ, nhưng có thể thay đổi toàn bộ hệ sinh thái theo hướng tích cực, góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi cá nhân đơn lẻ chỉ bằng những hành động nhỏ của bản thân, lan tỏa đến người thân, cộng đồng xã hội, chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả lớn lao trong việc bảo vệ môi trường. Tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có ông Trần Nghiêm Tuấn, người đã dùng sự sáng tạo và khả năng tưởng tượng phong phú của mình để khoác lên chiếc áo mới cho những ống nhựa cũ không còn sử dụng được. Năm 2019, khi tình cờ bắt gặp được những hoa văn đẹp mắt xuất hiện trên ống nhựa bị đốt cháy, ông đã nghĩ ra ý tưởng tạo nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trưng bày trong nhà. Công việc chế tạo sản phẩm nghệ thuật nào cũng sẽ mang đến nhiều khó khăn. Nhưng với ông Tuấn, cái khó nhất để làm nên được một tác phẩm từ ống nhựa hoàn chỉnh, đó chính là tính kiên nhẫn của người làm. Vì mỗi sản phẩm ông làm đều đòi hỏi sự tỉ mẩn và cần sự đam mê với nó. Mỗi sản phẩm ông Tuấn làm, tùy theo chi tiết đơn giản hay phức tạp, mà thời gian chế tác cũng theo đó ngắn hay dài. Có sản phẩm chỉ cần vài ngày đã hoàn thành, nhưng có những sản phẩm đặc biệt hơn ông phải làm trong 2-3 tháng liền, như sản phẩm rồng Nam Mỹ. Thứ nhất là mình phải kiên nhẫn. Thí dụ như mình muốn cái này nó cong á, khi mà nó hơ lửa cho nó mềm ra, mình bẻ cho nó cong lại thì mình phải giữ. Khi mà nó nguội lại á thì nó mới định hình được như vậy. Chứ mà nó còn nóng mà mình buông ra thì trở lại vị trí cũ. Cái bàn tay mình phải chịu nóng. Mà thấy nó càng nhiều chi tiết thì làm càng lâu. Là tất cả mọi chi tiết đều phải hơ lửa hết. Lửa nó rất khó làm, thời gian rất là lâu. Chỉ có cái con này là tâm. Coi như là nó khó nhất trong tất cả các con này mà nó là đẹp nhất. Nó nhiều chi tiết nhất là phải làm lâu nhất. Nó khó nhất là cái đầu. Cái đầu mình phải làm cho thật giống. Cái khúc dưới này thì dễ rồi. Mình làm cho nó gọn gàng thôi, nhưng mà phải làm cho nó cân đối. Ở những sản phẩm đầu tay, ông chế tác các hình tượng đơn giản như hình tượng con cá từ ống nhựa. Và cho đến thời điểm hiện tại, ông đã làm các sản phẩm đòi hỏi sự chi tiết và độ khó cao hơn như cá hóa rồng, bọ ngựa, kiến vương, rồng Nam Mỹ. Mỗi sản phẩm chế tác từ bàn tay của ông, dù cho đơn giản hay phức tạp, thì nguyên liệu làm nên chúng cũng phải từ ống nhựa cũ đã qua sử dụng. Đối với ông, ống nhựa cũ không những tạo nên hoa văn đẹp, màu sắc bắt mắt cho sản phẩm, mà giá trị từ việc chế tác đem đến chính là tạo cuộc đời mới cho rác thải nhựa. Ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay đã trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu. Việc tái chế nhựa là một phương pháp hữu hiệu để tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu chất thải và khí thải độc hại ra môi trường, bảo vệ nguồn thực phẩm, các sinh vật trên trái đất và môi trường sinh thái. Có thể nói, ông Tuấn đã cho rác thải nhựa thêm một cuộc đời mới, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường và lan tỏa lối sống xanh tích cực đến với mọi người xung quanh. Xác định bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, nên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, việc vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, như vận động bà con đổ rác đúng nơi quy định, thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình thường xuyên, tạo cho quần chúng nhân dân sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tự giác thực hiện bảo vệ môi trường. Đơn cử tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tham mưu đảng ủy xã xây dựng nhân rộng mô hình, phối hợp ban cai quản họ Đạo xây dựng tổ nghi lễ đảm bảo vệ sinh môi trường, chọn ấp Phước Hiệp làm điểm xây dựng mô hình, phối hợp với ban cai quản họ Đạo tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình
phối hợp ban cai quản họ Đạo xây dựng tổ nghi lễ đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2024, vận động tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, phát hoàng đường giao thông, thu gom rác thải năm 2024. Cái ban cai quản họ Đạo Phước Ninh á, cũng tuyên truyền cho các chức việc chị em trong và tín đồ ở trong cái thôn ấp của mình và trong địa bàn xã Phước Ninh của mình để cùng nhau để mà cùng hưởng ứng để mà cái bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường á, là bảo vệ chung chứ không phải là riêng ai. Thì đó thì toàn cả ban cai quản thì phối hợp với chính quyền và các tổ tự quản để mà tuyên truyền cho chị em trồng cây xanh trong gia đình và trồng cây xanh trên hai bên đường, trồng hoa trên hai bên đường. Cộng tác với có mặt trận ở Bầu Dài, ấp Bầu Dài và mặt trận ở ấp Phước Hiệp trồng hai tiếng hoa trên tuyến đường để mà cho có cảnh quan sạch đẹp. Với mô hình phối hợp ban cai quản họ Đạo xây dựng tổ nghi lễ đảm bảo vệ sinh môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2024 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Ninh phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo, thực hiện theo chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là công tác tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, kết hợp tuyên truyền lồng ghép sâu rộng đến các tín đồ tôn giáo, nhất là những nơi có nguy cơ bị ô nhiễm. Kết quả tổ chức tuyên truyền được 2 cuộc, có 165 lượt tín đồ tôn giáo tham dự qua công tác tuyên truyền nhận thức của các tín đồ tôn giáo, từng bước được nâng lên rõ rệt. Phối hợp cùng ban vận động ấp Phước Hiệp, vận động các tín đồ tôn giáo cặp hai bên trục lộ chính trên địa bàn ấp đăng ký thu gom rác thải, đồng thời tổ chức hợp đồng thu gom và vận chuyển rác đúng quy định. Cứ một tuần, tổ chức thu gom 2 ngày, tổ chức lắp đặt thùng rác tự quản được 150 thùng trên địa bàn ấp Phước Hiệp với tổng trị giá 19 triệu 500 ngàn đồng và có 150 tín đồ tôn giáo đăng ký. Đối với các tín đồ tôn giáo còn lại, do lượng rác sinh hoạt quá ít, có điều kiện tiêu hủy, ban vận động đã vận động tín đồ tôn giáo tự xử lý, không vứt rác bừa bãi, có ý thức bảo vệ môi trường. Phối hợp vận động tín đồ tôn giáo trồng 150 cây hoa hoàng yến với chiều dài 1.500 mét với tổng kinh phí 7 triệu 500 ngàn đồng. Phối hợp các ban vận động tại ấp vận động tín đồ tôn giáo trên địa bàn phát hoàng bụi rậm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với tổng chiều dài 15 km, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải dọc các tuyến đường trên địa bàn xã trên 0,5 tấn rác thải. Mô hình này không chỉ góp phần cho khu dân cư đi vào nề nếp, ý thức của nhân dân các tín đồ tôn giáo từng bước được nâng lên trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn góp phần cho xã Phước Ninh nâng cao chất lượng, giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Riêng bản thân tôi á, thì nhiệm vụ là làm ban tái mặt trận ấp, thì thường xuyên phối hợp để chăm lo đường rác, đường qua thì ở môi trường thường xuyên cũng nhắc nhở dân, thường xuyên cũng tự ý tự bản thân cũng đi thu gom, rồi từ đó nhân dân thấy vậy là dân thực hiện theo, bản thân mình thực hiện là làm trước noi gương cho nhân dân, là quần chúng thấy vậy là mình, rồi bản thân mình mà thực hiện được vậy mà người ta thấy vậy người ta làm, người ta thực hiện tốt của nội ở khu dân cư hiện nay là không có bỏ rác bừa bãi, thường xuyên bản thân cũng dọn dẹp đường qua, cũng cầm hàng lễ Tết như là cũng cầm đường cờ cũng dọn dẹp chuyển qua đều sáng sạch sạch đẹp. Riêng tôi thì cũng có gom ve chai ở gia đình á, ở hộ gia đình á để mà ủng hộ cho hội phụ nữ để mà cái góp phần vào cho cái nhỏ để mà gây cái quỹ để mà cái mua quà để tặng cho hộ nghèo, cho trẻ em nghèo. Rồi cái hành động đó của tôi là cũng góp phần nhỏ để mà cũng là thành phần nhỏ để góp đóng góp và bảo vệ môi trường. Có thể thấy với những mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường trong nhiều năm qua là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực của các tổ chức chính trị tại địa phương, từ việc ban hành các chính sách đến thay đổi nhận thức tích cực trong cộng đồng từng người dân. Về cái những hành động bảo vệ môi trường của các vị tín đồ tôn giáo họ Đạo của đài xã Phước Ninh á, thì đó là việc làm là rất nhỏ nhưng mà ý nghĩa rất là lớn, từ những việc làm cụ thể như là vận động tín đồ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường nhằm để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu biết về cái tác hại của ô nhiễm môi trường, đồng thời cũng tuyên truyền cho người dân cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Mặt trận phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền cho người dân
cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời cũng phát động phong trào là nếu một người dân nào mà phát hiện người vứt rác bừa bãi ra môi trường có đầy đủ bằng chứng, là như ví dụ như quay phim hay là chụp ảnh đối với người vứt rác bừa bãi ra môi trường, thì báo với chính quyền địa phương sẽ được hưởng nóng và phạt cái người vứt rác bừa bãi ra môi trường theo quy định. Từ việc ban hành các chính sách đến thay đổi nhận thức tích cực trong cộng đồng và từng người dân, vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay đứng trước những thách thức giữa tổ chức và năng lực quản lý môi trường còn nhiều bất cập. Trước những đòi hỏi phải nhanh chóng đưa công tác quản lý môi trường vào nề nếp, thách thức giữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu với khối lượng chất thải đang ngày càng tăng lên, và môi trường cũng đóng vai trò quyết định trong việc kích cầu du lịch, góp phần tạo cảnh quan tươi đẹp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. Vì thế, mỗi cá nhân tổ chức tại địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những phần việc nhỏ nhất hoặc sáng tạo nhưng mang ý nghĩa thiết thực.